Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đang theo dõi trên kênh truyện Radio Góc Cảm Xúc. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị cũng như các bạn tập 3 của bộ truyện Dục vọng đàn bà và nội dung của tập 3 này như thế nào thì nghe sau đây thôi. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Đúng là tôi có dự tính của riêng mình, về nhà sẽ tự chụp ảnh lại làm bằng chứng trình tòa khi nộp đơn ly hôn tôi biết muốn giải quyết hôn nhân sớm thì dùng phương thức này là nhanh gọn và hiệu quả nhất nhưng thâm tâm tôi lại không nghĩ đến việc đi giám định thương tích nhất là phơi bày vẻ khốn khổ tệ hại trước mặt bạn học cũ tôi liền từ chối đừng mà phi tôi không muốn đâu cậu sợ gì chứ cậu phải can đảm lên không cho phép tình trạng bạo hành này tiếp diễn thêm nữa đừng có yếu lòng người ta đã không nghĩ tình thì mình cũng đừng ôm thiệt vào thân tôi tôi còn đang lưỡng lự tuấn phi đã bắt một chiếc taxi mở cửa đỡ tôi ngồi vào. Nhà tôi cũng khá gần bệnh viện, quận 4. Tôi chỉ sợ Phi sẽ đưa tôi đến đó. Gặp người quen, rồi người ta lại đồn thổi linh tinh khiến bà không vui, mới bảo với Phi. Tôi không muốn đi bệnh viện, tôi sợ. Dường như Phi nắm bắt được suy nghĩ của tôi, cậu ta lên tiếng trấn an. Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện của người quen, không để lộ chuyện này với ai đâu. Nhưng mà, ngoài bằng chứng nhất định phải lấy, tôi là bạn cậu, tôi muốn cậu được hạnh phúc chứ không phải rơi vào cảnh địa ngục trần gian thế này. Nghe Tuấn Phi nói, nước mắt tôi trực rơi, cổ họng nghẹn nghẹn vì tủi thân và chua xót. May mà có chiếc khẩu trang che lại, tôi nghĩ Phi sẽ không phát hiện, vậy là tôi gật đầu đồng thuận ngay. Alo, Hoàng ơi, tao đưa bạn đến giám định thương tích, mày giới thiệu dùm để bạn tao khám nhanh rồi về nha. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe tiếng Phi tiếp. Không phải đánh nhau, thôi mày nhanh hộ tao, giờ không phải lúc đùa nhá. Rất lời, Phi tắt máy rồi quay sang đỡ tôi lần nữa, chậm rãi hướng vào khuôn viên của bệnh viện, vừa đi cậu ấy vừa bảo. Cậu yên tâm, thằng bạn tôi giới thiệu sẽ giám định nhanh thôi. Không lâu sau, tôi trông thấy người mặc chiếc áo blue trắng xuất hiện. Anh ta tự giới thiệu tên là Hoàng, dẫn đường cho tôi và Tuấn Phi vào khoa khám tổng quát theo yêu cầu. Trải qua trình tự khám, tỷ lệ thương tích của tôi là 3%. Nhận được bản kết quả, tôi đã có trong tay một lối thoát cho mình. Đau đớn ngoài ra không so gì với sự nhẹ lòng vì sắp được giải thoát của tôi lúc này đây. Bất giác tôi cất lên tiếng thở phào vì từ nay đời mình đã có thể là sang một trang mới. Nhưng khi tôi đưa mắt nhìn Tuấn Phi từ nãy tới giờ vẫn im lặng, vô tình lướt xuống, thấy cậu ta co chặt tay mình thành nắm đấm, tôi gọi. Phi ơi, về thôi. Lúc này, cậu ta mới hồi thần, giọng nói có hơi lạ lạ, nói. Tên nó đánh cậu giặc nồng nỗ này sao? Hắn ta có còn là con người hay không? Tuấn Phi còn chưa nói hết câu, điện thoại của tôi đã vang lên tiếng chuông quen thuộc. Tôi nhìn dòng chữ ông xã, đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm hung hãn. Còn mất dậy, mày đá tao muốn dập trứng, giờ mày trốn chui trốn lùi phương nào, tao nói cho mày biết, tao không tha cho mày đâu. Thứ đàn bà không những hư hỏng mà còn độc ác, chỉ có chó nó mới thèm lấy mày. Tao bây giờ hết tình cạn nghĩa, cơ mà còn lâu tao mới ly hôn, tao lôi mày về, vài ba ngày lại tẩn cho mày một trận, nghe chưa con khốn nạn. Ngày lúc này, Tuấn Phi nhấn vào màn hình tắt máy, xoay xoay tắt nguồn rồi quay sang tôi bảo, cậu thấy chưa? Tôi biết ngay là hắn sẽ không bao giờ buông tha cho cậu đâu. Kết quả giám định cậu đang có chỉ là cơ sở để ly hôn, nhưng hắn sẽ còn tìm để gây sự. Cậu làm sao mà yên ổn để bắt đầu cuộc sống mới được chứ? Chỉ có cách khởi kiện, dùng kết quả của trung tâm giám định pháp y thì mới khiến hắn ta biết thân biết phận mà bớt làm càn. Cậu nghe tôi, khởi kiện hắn đi. Ban đầu, tôi cũng không nghĩ tới mình phải mạnh tay tới mức này. Cơ mà sau cuộc điện thoại với ngôn từ đe dọa đáng ghét kia, tôi thực sự không muốn nhẫn nhịn nữa nghe theo Phi về nhà sẽ soạn đơn thảo kiện. Ngày mai, tôi sẽ nộp lên cho cơ quan công an thụ lý hồ sơ. Sau đó, Phi đưa tôi về nhà, dặn dò dùng đá bọc trong khăn lạnh trường lên chỗ đau, giúp giảm sưng viêm rất hiệu quả. Khi tôi vừa về đến nhà, bố tôi nhìn tôi với giọng điệu thì hơi khó chịu. Lan à, ba nhìn con như vậy thì ba cũng sót, nhưng lần này con sai rồi. Đàn ông mà bị đá vào chỗ đó thì sao chịu nổi? Thằng Dũng nó máu lên, nó đánh con, thì thôi không trách được, Thôi, con về xin lỗi nó rồi vợ chồng tha thứ cho nhau, làm lại từ đầu đi. Ba à, hắn ta đã nói vậy với ba sao? Đúng là đồ dối trá. Chính hắn tắt con thành ra như vậy trước. Con đã hắn chỉ là tự vệ. Nếu không, con còn thảm hơn bây giờ gấp mấy lần nữa đây ba. Con xin ba, ba đừng vì sĩ diện với người ngoài mà bắt con phải tiếp tục cuộc sống đau khổ với cái tên vũ phu kia nữa. Gái một đời chồng, rồi chuyện xấu của con đồn ra. Ai sẽ đồng ý chấp nhận lấy con làm vợ? và đừng nghe hắn ta đơm đặt, con trong sạch, con cũng không sợ tiếng đời, không ai cưới thì con ở vậy đến già, cần gì dựa dẫm vào ai. Bà nói con không nghe, lúc già chứ không có người chăm sóc thì đừng có mà than thở. Ý con đã quyết, con muốn được nghỉ ngơi bà ạ. À. Bà tôi lắc đầu thở dài, tựa như rất chán nản với sự cứng đầu của tôi. Cuối cùng tôi đến bàn vi tính, tra tìm mẫu đơn khởi kiện, gõ văn bản tố cáo thằng chồng xấu xa. Mấy ngày liền thằng Dũng liên tục gọi điện, nhắn tin cho tôi, tôi đều phớt lờ không nghe, không trả lời tin nhắn, còn đơn kiện khi soạn thảo xong, ngày hôm sau tôi đã in ra. Song song với thủ tục khởi kiện, tôi cũng làm thủ tục đơn ly hôn đơn phương để nộp lên tòa. Sau 5 ngày, đơn vị phụ trách tiến hành thụ lý vụ án, tôi có mặt nộp các khoản án phí cần thiết. 10 ngày sau, tòa gửi thư triệu tập hai người làm thủ tục hòa giải theo quy định trước khi ra phiên tòa sơ thẩm, nửa tháng xa cách, xem như cho ai phía bình tâm lại để có sự kết thúc trong hòa bình. Vậy mà lúc đối diện với tôi, hắn tao quắc mắt, nghiến răng nghiến lợi. Mày muốn tự do, tao sẽ cho những hình ảnh đê tiện của mày ngập tràn khu phố. Ai rồi cũng biết mày là đồ rẻ rách, đố thằng nào dám nhảy vào. Tao đau đớn khổ sở thầm kín mấy ngày qua, tao không cho mày thoải mái ra đi đâu, con khốn. Nói rồi, thằng đó thu lại đôi mắt bén ngót, ra vẻ đau khổ đi vào trong, đối diện với cán bộ thụ lý hòa giải, hắn ta buồn bã kề lề. Anh nghĩ xem, cô ta đi ngoại tình lang trạ bên ngoài, bao nhiêu người bắt gặp, tôi còn có hẳn bằng chứng đấy, vì chuyện đó mà tôi rất phiền toái. Nhưng cũng chỉ lúc ấy rồi thôi, sau đó tôi nén cơn đau lòng cho cô ta một cơ hội sửa đổi, cô ta tổn thương tinh thần của người khác, tôi cũng khuyên cô ta có lỗi là phải nhận, cơ mà cô ta cương quyết không nghe, còn mắng ngược lại tôi. Trong lúc tôi tức quá, giận tay, mới lỡ tát vài cái, mà cô ta cũng có vừa gì đâu, còn đá tôi một cú thốn tận ốc chuyện qua rồi thì thôi không ngờ cô ta còn đi giám định thương tích kiện ngược lại tôi nữa chứ số tôi đúng là vô phúc cơ mà vừa than thân vừa trách phận hắn ta vừa móc chiếc điện thoại vừa mới mở lên đưa về phía cán bộ phụ trách và nói đây anh nhìn mà xem chứng cứ cô ta mèo mả gà đồng bên ngoài này vị cán bộ xem xong ánh mắt biến đổi nhìn tôi lên tiếng chị Lan nếu đúng là bằng chứng và lời kể của anh Dũng đây thì chị có một phần trách nhiệm lớn Thôi thì anh ấy đã dụng lượng bỏ qua Chị cũng nên quên tất cả Mà hàn gắn lại tình cảm nhé Thưa anh, những lời anh ta nói là dối trá Tôi không có ngoại tình Ngược lại, người gây tội Ngoại tình chính là anh ta Anh ta còn ngủ với em dâu của chính mình nữa Anh ta không những bỏ hành tôi về thể xác Mà còn cả về tinh thần Tôi quá mệt mỏi, không muốn sống cùng một giây một phút nào nữa Hòa giải thất bại Tòa án lập biên bản ra quyết định đưa vụ án ra xét xử Phía sau, hắn ta nói vọng lên là thằng đó xúi dục làm giám định thương tích chứ gì, đồ hạ tiện. Tôi biết thằng đó trong miệng hắn là ám chỉ vào ai. Cái hạng đàn ông ích kỷ nhỏ mọn như đàn bà thì tôi không tiếc, hắn ta với con nhỏ ghê tởm ấy đúng là xứng đôi vừa lứa. Cứ nuôi hy vọng kết thúc mọi thứ trong êm đẹp, ai ngờ mỗi lần gặp lại Thiên Dũng, lòng tôi càng đau đớn uất nghẹn nhiều hơn. Lời đe dọa hắn nói với tôi không ngờ lại trở thành sự thật, tựa như mũi dao khoét thẳng vào trái tim vẫn còn đang dứa máu hôm ấy là khoảng 5 ngày sau lần hòa giải không thành đầu tiên tôi dành hơn nửa ngày lên chùa cúng bái cầu siêu cho sinh linh bé bỏng vừa về đến nhà bố tôi đã nhìn tôi với gương mặt thâm xì si. ông vứt thẳng một mảnh giấy đến trước mặt tôi gằn giọng con gái con đứa mày bước cho chết cháu vào mặt ba mày rồi đàn bà mà không giữ phụ đạo mày còn trách ai được hả con bà đang nói cái gì vậy à mày tự mở mắt ra mà nhìn đi đồ hư đốn tôi vội nhặt mảnh giấy lên nhìn thử. Trên đó in hình của đôi nam nữ ở một góc công viên đang vô tư ôm ấp. Đôi tay người con gái kia ghi chặt tấm lưng rộng của người con trai. Mà quan trọng là gương mặt lộ ra của cô ấy khiến tôi càng chấn động. Đường nét này chẳng phải là chính tôi hay sao? Có chuyện gì thế này? Tôi tiếp tục nhìn bên dưới có dòng chữ. Đàn bà dâm đãng lẳng lơ, có chồng vẫn cứ lơ mơ bên ngoài, lén la lén lút đêm ngày, tấm thân nhơ nhuốc, trời đầy chớ than. Bà tôi quát lớn, Trước này mày ngoan hiền, tao đi khoe hết đầu làng cuối xóm. Vậy mà bây giờ, mày làm ra cái chuyện rẻ mạt như vậy. Bà con xung quanh đang cười nhạo vào mặt tao. Tao biết phải giấu mặt đi đâu đây hả? Còn con không có. Tôi kìm nén lại cơn chua xót lên tiếng giải thích. Cơ mà thanh âm yếu ớt như vậy, không đủ làm ba tin tưởng. Mày còn nói là không có, vậy hình kia là gì? Người này không phải con, có kẻ muốn bôi nhọ con, bà đừng, bà đừng có tin. Phải rồi, là thằng Dũng, chính nó, hôm trước nó đã nói sẽ biêu diếu để không ai dám đến gần con là nó đấy ba ơi mày thôi đổ lỗi cho người khác đi cho dù đúng là nó thì người sai trước cũng là mày nếu mày không đi tặng tựu bên ngoài nó sẽ không có, không có bằng chứng này đâu không ba ơi chắc chắn là, là ảnh ghép con không có làm ba phải tin con con không bao giờ là đứa tệ hại đến như vậy đâu thôi thôi tao mệt lắm mày đi mà giải quyết với thằng dũng giờ cái danh mày nát quá rồi ba nghĩ mày vẫn nên quay về với chồng mày thì hơn dẹp kỹ định ly hôn đi Lan. Nói xong, tôi lên nhà và gọi cho thằng chồng đê hèn, bị ổi. Hắn ta bắt máy ngay, chất giọng lạnh lùng pha phần trào phúng. Alo, hôm nay đã nghĩ thông suốt rồi đúng không? Ngoài tao ra thì không thằng nào thèm với mày đâu. Thì ra là mày, thằng khốn nạn, tao đoán không sai mà. Mày có còn là đàn ông nữa hay không? Tao không ngờ mày là loại ti tiện đến mức đấy. Sao mày dám làm như vậy? Con kia, tao không là đàn ông, thế tao là đàn gì? Tao làm gì mà mày nói dám hay không dám, cái con điên. Tiếng hắn quát rõ to trong điện thoại, ba tôi đứng gần nghe rõ mà ngỡ ngàng. Ông sôi máu, giờ lấy chiếc điện thoại trong tay tôi trầm giọng hỏi. Thằng Dũng, mày mới thử gì đấy hả? Con, con không cố ý, con nóng quá mất khôn, mà cũng tại cây lan. Cô ấy nói con không phải là đàn ông, chỉ con như đồ rẻ rách. Con có tự trọng của con, làm sao mà chịu được hả ba? Con, con xin lỗi ba. Đủ rồi, tao không ngờ mày lại thô lỗ mắng chửi con gái tao ghê gớm như vậy. Mày nói đi, cũng là mày phát mấy tờ rơi linh tinh bôi nhọ đúng không? Bà đã nói gì vậy? Tờ rơi là sao? Con không hiểu. Đàn ông có cả làm thì có con nhận. Mày đừng có vờ vịt, con chẳng biết gì cả. Vậy mày chờ đấy, nhìn cho kỹ. Nói cho tao biết tờ rơi này có phải của mày hay không? Lần đầu tiên tôi thấy ba tôi như vậy. Ông lấy mảnh giấy bà nãy đặt lên bàn, chụp cạnh cho thật nét, rồi gửi ảnh qua Zalo cho Tiên Dũng. Sau hai ba phút gì đó, hắn ta gọi lại cho ba tôi, tiếp chuyện của gọi. Alo, ba nghi ngờ chính con gây ra chuyện này cho Lan hay sao? Nó bảo mày từng đe dọa nó như vậy, chỉ có mày là khả nghi nhất. Mày giải thích sao về chuyện này? Mày có dám thề mày chẳng liên quan đến chuyện này không? Con dám, có gì mà con phải sợ. Con thề với ba chuyện này không phải là con làm. Nếu con nói láo, cho xét đánh chết con đi. Ba nghe giọng hắn ta kiên quyết kiểu cây ngay không sợ chết đứng thì quay đầu nhìn tôi. Tấm mắt chuyển sang nghi ngại, đoán chừng đang dần tin vào những đơm đặt của Tiên Dũng dành cho tôi. Cuối cùng ông thở dài não nề. Chúng mày tự xử lý với nhau. Tao mệt mỏi quá rồi. Nghĩ hoài, nghĩ mãi, thì cuối cùng tôi chỉ nghĩ ra con hoa. Con em dâu đê tiện, đã ngủ với chồng tôi. Bây giờ nó lại dở trò mèo với tôi để làm gì? Ngày ngày hôm sau, tôi gặp nó ở quán trà Phúc Long. Tiếng mắt nó nhìn tôi đành vẻ khinh ghét, giọng điệu châm chích. Trời đất ơi, em nghe anh Dũng nói sơ cái chuyện kia, Tưởng đâu chị trốn luôn trong nhà rồi Ai ngờ chị dũng cảm thật đấy Còn dám đi dòng trời khắp nơi Hôm nay ta có chuyện cần nói với mày đây Tôi hỏi cô Là cô ghép ảnh hãm hại tôi Rồi in ra thành thừa dây phát đúng không Chị đừng có vụ oan giáo họa cho tôi Tôi ngay thẳng trong sạch Hà cớ gì phải làm ba cái trò con nít Cơ mà chị à Không có lửa thì làm sao có khói Chị đừng cố gắng kéo người khác rửa sạch những sơ bẩn trên người chị nữa Chấp nhận sự thật này đi Không nói chuyện đấy Tao hỏi mày, Tao làm gì mày mà suốt ngày mà chọc gậy bánh xe, muốn tao khổ sở thế hả? Thời khắc này, con hoa bỗng dưng bưng ly nước lên, nhếch môi cười nhẹ. Nụ cười đó rõ ràng là khinh thường tôi. Tôi còn muốn đặt câu hỏi tiếp. Nó đã nhanh tay tứ hất đổ ly nước lên người. Trong mày quan sát xem con này có lên cơn gì không, hay là miệng nó lại miếu máu khóc. Chị Lan à, em không có. Chuyện tấm ảnh em không biết, sao chị lại đổ hết tội lên cho em? Hu hù, hù. Ngay lúc ấy, phía sau lưng tôi có tiếng động rồi một cánh tay cứng như thép bóp chặt lấy tay tôi gườm giọng hết vu vạ cho tôi lại vu vạ cho thím hoa con người đê tiện này con người đê tiện như mày heo chó còn không bằng rất cầu chửi nặng nề tiên dũng vùng tay lên định cho tôi một bạt tay nẻ lừa đã bị một cánh tay ai đó bắt lại lúc nhìn lại hóa ra lúc đó có tuấn phi với thể lực của người tập võ phi dễ dàng chế trụ tiên dũng khiến hắn ta đau đớn phải dừng tay sau đó cậu ấy trừng mắt quát nói xin lỗi Lan, ngay lập tức. Tao không... Tiền Dũng chưa nói dứt câu, Phi đã tăng lực thêm một chút khiến ăn thán ta la oai oái. Được rồi, được rồi, xin lỗi cô. Lúc bấy giờ, Phi mới chịu buông tay ra, trong thanh âm vẫn còn rất tức giận, chỉ trích. Đàn ông mà động tay với phụ nữ, đồ hèn hạ khốn nạn. Còn Hoa nghe vậy liền tiếng bất bình. Anh kia, anh biết chuyện gì nhà người ta mà chửi chứ? Tôi không biết gì nhiều, chỉ biết các người luôn ức hiếp cô ấy, còn cả cô nữa, hành động vừa rồi tôi đã nhìn thấy hết, đồ giả tạo. Mắng hai người đó xong xuôi, Phi dứt khoát kéo tay tôi rời đi, ra đến bên ngoài quán mà cánh tay hữu lực của cậu ấy vẫn không chịu buông ra. Tôi đang mang tiếng không tốt, chẳng muốn tạo thêm rắc rối không đáng, hơi dùng lực giằng tay khỏi bàn tay Phi, Lý Nhí, cảm ơn cậu nhưng mà, cậu đừng thế này. Vì thế tôi hơi kéo giãn khoảng cách, im lặng chốc lát rồi mới lên tiếng. Lan, người phụ nữ kia là ai, sao lại bày trò giả dối như thế? Đó là em dâu của chồng tôi, nhưng chính nó đã để tôi vào những tháng ngày cục địa. Nó ngủ với chồng tôi và bây giờ thì nó đổ lỗi lên cho tôi đấy. Tâm trạng đang dối bời, lời động viên của Tuấn Phi cũng không khiến tôi suy nghĩ nhiều cho lắm. Tôi cảm thấy cứ chờ cho vào đoạn hôn nhân tồi tệ này kết thúc, duyên đến thì sẽ đến, mà không thì cũng chẳng cần phải cưỡng cầu. Còn về cái con nhỏ hoa kia, tôi nhất định phải giải mã được lý do ba hồi bốn bận, nó khiến tôi gắp lửa bỏ tay người như thế song con này ngoan cố thật. Cứng mềm đều không chịu, muốn nó trực tiếp nói hết khúc mắc đôi bên chỉ là vọng tưởng, càng cho nó có dịp phô diễn kỹ năng diễn xuất, bố đen tôi thêm mà thôi. Vì vậy tôi cho mày nghĩ thêm một chút, rồi lên tiếng hỏi Phi. Cậu có quen thám từ nào uy tín không? Giới thiệu cho tôi với. Cậu muốn theo dõi ai? Là cái người phụ nữ tranh chua giả tạo ba nãy. Chuyện lúc nãy tôi có chứng kiến hết, nhưng cô ta và cậu có hiểu lầm gì mà phải tới mức này? chính tôi cũng không biết, cho nên tôi muốn thuê người theo dõi, biết đâu phát hiện được bí mật nào, không thể để cô ta tiếp tục bày trò khùng điên, vu vạ cho tôi nữa. Ừ, để tôi hỏi thằng Hoàng, nhà nó làm ăn lớn, chắc là nó quen biết nhiều. Đêm đó về nhà, tôi cố gắng lục lại lại những mảng ký ức, xem mình có vô tình gây thù trúc án gì với con em dâu hâm giờ kia không. Qua mấy tiếng vắt óc, tôi cũng chẳng tìm ra dấu vết gì cả. Một nguyên nhân đáng ngờ nhất chỉ có thể là nó thầm thương ông Dũng kia đã lâu, mà hắn ta ngày trước lại kiên trì theo đuổi tôi Nên nó mới chán nản Đồng ý kết hôn với thằng Nam nhu nhược, nhút nhát Mối dây liên quan đến thằng Nam Tôi bắt đầu nghĩ đến một trường hợp Nếu thằng Nam biết được chuyện bẩn thỉu Của con vợ cùng với anh ruột nó Thì nó sẽ thế nào đây nhỉ Giờ này không biết nó đang ở nhà Hay là làm ca đêm Gọi điện thoại liệu nó có nghe hay không Cần nhắc đắn đau một hồi Tôi quyết định rời cuộc gọi sang ngày mai Đêm nay cứ tạm nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt đã Tôi định trước mắt để đi ngủ thì có điện thoại. Alo, cậu ngủ chưa? Ờ, còn chưa đâu cậu. Ừ, tôi biết mà. Hay là để tôi hát cho cậu nghe nhá? Ừ. Giọng hát của Phi tôi chưa từng nghe, không ngờ lại ngọt ngào đến như vậy. Từng ca từ đầy ý nghĩa, tự như lời thổ lộ ngọt ngào của người con trai dành cho người con gái mà anh ta yêu. Nếu không phải Phi có nói qua muốn nhờ tôi thẩm định chất giọng của cậu ấy là tốt hay dở, cùng với cách cư xử trường mực ngậy thừa ngày, có lẽ tôi đã lầm tưởng cậu ấy đang thả thính trêu chọc tôi rồi cũng nên. Thôi, đêm rồi, mình đi ngủ thôi. Ừ, thế tôi chúc cậu ngủ ngon. Ngày mới bắt đầu, nóng lòng mãi rồi cũng đến lúc thích hợp để thực thi dự tính hôm trước. Tôi lấy điện thoại và gọi cho Nam. Qua mấy hồi chuông dài, giọng Nam trầm ấm mới đáp lại. Alo, chị Lan à, gọi em có gì không? Tôi, tôi muốn hỏi chú một chuyện. Chị muốn biết anh Dũng nhà em đã bớt giận chưa phải không? Em nói chị nghe, vợ chồng với nhau đầu giường giận, cuối giường làm hòa, Chị về đi, đừng có buồn chuyện cũ nữa, còn rồi sẽ có lại, như em đây này, vợ em có thai rồi đấy. Hoa có thai, thật sao? Thật chứ chị, đúng là chùa thiêng, đi một chuyến về là có ngay cục cưng rồi. Chị nghe em, về nhà đi chị ơi. Tôi với anh chú không thể nữa rồi, nhưng tôi có chuyện này hơi đường đột, mong chú sáng suốt mà tìm hiểu cạn kẽ. Chuyện gì với chị, sao nghe nghiêm trọng thế? Chú, chú có chắc chắn đứa bé kia là con của chú không? Thực ra tôi từng chứng kiến cảnh vợ chú với ông Dũng làm chuyện đó với nhau, sợ rằng chú đang đổ vỏ cho người khác. Chị Lan, em còn gọi chị là chị thì chị phải đàng hoàng cho em nể, em yêu cầu chị rút lại những lời thoá mạ với em đi. Chị không thể giận cá chém thớt vì ghét anh Dũng mà cố tình gây chia rẽ gia đình em, chị làm như vậy là thất đức lắm chị biết không? Tôi từ trước tới nay chưa từng nói dối, vì tận mắt nhìn thấy, vị anh của chú hành hung để buộc tôi giữ kín, còn tôi mới bị như vậy chúng ta đều là nạn nhân của bọn họ tôi không muốn cậu bị hai kẻ đó có mặt lừa gạt đâu chị im đi tôi không muốn nghe những điều chị nói nữa dứt lời thằng nam ngắt tín hiệu tôi biết có gọi lại nói tiếp nó cũng sẽ không chịu tin lời tôi đành từ bỏ ý định khiến nó có chút nghi ngờ mà theo dõi thằng này đúng quả thật là bạc ngược mù quáng không trông cậy được nơi nó tôi chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình ngồi tập trung phân tích áng chừng thằng nam sẽ đem chuyện đó kể cho con hoa kia nghe rồi cả dòng họ, nhà nó chắc phải nhảy đồng lên, tìm tới tôi để hỏi tội. Vậy thì tôi cần có sự phòng bị ngay lúc này. Nghĩ thế, tôi chủ động vạch kế hoạch cho bản thân. Quả như tôi dự đoán, ngày hôm sau, ông Dũng thì gọi cho tôi, chất giọng thối lỗ qua lên trong điện thoại. Cái con khốn mặt hạng kia, ta đã nói mày, chuyện kia không được tiết lộ cho thằng Nam nó biết. Sao mày dám hả? Mày tưởng mày làm như vậy là nhà tao đâm chén chết lại nhau như ý mày à? Mơ đi mày. Sự thật thì sẽ có ngày lộ ra ánh sáng chỉ là sớm hay muộn thôi. Tiếc là thằng Nam nó nhu nhược, ngu ngốc, bị mấy người lươn lẹo lừa gạt. Mày liệu cái thân mày đấy? Để tao bắt được mày, tao lôi mày dần cho ra bã. Thứ đổ mất nét còn thâm hiểm. Tao thật không ngờ lại giúp một con rắn độc về nhà. Thời khắc này, tôi đã chẳng còn thấy đau nữa. Tôi nhếch môi cười nhạt và nói. Mắt mày bị mù mới không biết rắn độc là ai. Cũng tốt. Nếu đã coi tao như loài hung hiểm, vậy thì sớm chấm dứt, giải thoát cho nhau đi. Được, cho mày cút khỏi cuộc đời tao rảnh nợ, đơn ly hôn, tao ký. Một câu chốt hạ của hắn, tôi còn cầu không được, mừng giữa đáp. Tôi gửi grab qua, ký ngay từ nay cho đường ai nấy đi, không ai nữa ai nữa. Nói xong tôi trực tiếp tắt máy, không muốn đôi co với tiên dũng lại lên cơn. đội ý thì quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn lại kéo dài ra nữa. Những tưởng vậy là kết thúc êm đẹp. Ai ngờ, ngày ngày hôm sau, khi tôi có trong tay tờ đơn ly hôn của tiên dũng, con hoa lại chủ động gọi điện cho tôi. Con này nó cứng đầu Giọng của nó nói sọc mối đe dọa Tôi có quen người trong công ty cô Tôi cũng không muốn làm những chuyện nhức mắt Lần trước ảnh hưởng đến công việc của cô sau này Gặp hay không gặp Tùy cô chọn Thói đời chưa cần biết thực hư Nguồn tin thiêu dệt đã truyền miệng với tốc độ kinh người Con đó lợi dụng điều đó Để siêu rao thêm lần nữa Nó muốn hủy hoại tôi sao Đáp ứng cuộc hẹn mang tính đầy uy hiếp của con hoa Tôi cố tình đến điểm hẹn sớm hơn tầm nửa tiếng để chắc chắn rằng trong điều kiện hoàn cảnh nơi đó, nó sẽ không thuận lợi vụ oan giáo họa cho tôi. Nhưng mà nó lại không đến đúng giờ như tôi nghĩ, trễ gần 15 phút mới thấy nó lững thững bước vào. Đặt chiếc túi sách xuống ghế, nó câu môi, ánh mắt nhìn tôi chứa đầy tia khinh thị. Tôi điềm đạm lên tiếng, cô muốn tìm tôi làm gì nữa, cô thích ông Dũng thì tôi buông tay rồi, cô còn cần gì ở tôi thêm hả? Chị Lan, sao con người chị giả nhân giả nghĩa đến vậy, chỉ có nhân tình mới muốn sớm bỏ chồng Chị còn lôi kéo tôi vào chuyện này Còn đi mách với anh Nam Chị gây ra đau khổ cho tôi xong rồi Chị bay biến như chẳng có gì liên quan mà được sao chị Trong sạch của tôi Ai sẽ trả lại đây Có trong sạch hay không Trong lòng cô tự biết Bản thân tôi không muốn cuốn vào mối rắc rối của hai người đâu Hơn cả Ông Dũng đã ký đơn ly hôn Chúng tôi chỉ còn chờ phán quyết của tòa án nữa thôi Vậy nên đừng kiếm cớ mà sinh sự Tôi muốn chị xin lỗi tôi mà còn phải là chính tôi ghi âm lại cho anh Nam biết là chính chị cố tình gây chia rẽ nếu chị không làm thì hôm nay tôi nhất định không cho chị đi dưới trước bàn tôi cố tình trượt bàn phím mở điện thoại xong lại cất vào trong túi áo vẫn nhẹ nhàng thay âm với con hoa nhưng cương quyết không thỏa hiệp tôi không làm gì sai có chết tôi cũng không xin lỗi chị khiến tôi bước vào cuộc sống đầy nghi kỵ chị hại tôi có niềm vui làm mẹ mà cứ phải buồn bã vì chồng giàn vặt hàng ngày chị đã từng làm mẹ mà chị ác quá vậy chị muốn trả thù tôi có đúng không? Tôi không có, là cô tự làm tự chịu, chớ trách người khác. Ngay lúc này, con hoa chợt đứng phát dậy, từ đầu chi cuối để phòng bị, tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách với nó. Bây giờ, nhìn động thái lạ kia, tôi cũng đứng dậy. Lời nó nhẹ nhàng, nhưng cũng như giấu kim bên trong. Chị làm gì mà như nhìn tôi nhìn cọp vậy? Tôi muốn đi vệ sinh, mà chị làm gì thế kia? Đúng là thường ngày sống không ngay thẳng, nên nhìn đâu cũng thấy sợ hãi nghi ngờ, thật là... Tầm đâu hơn 5 phút nó từ tốn đi ra. Rồi nó bắt đầu xuống nước. Em cũng chỉ muốn con em có cuộc sống bình yên về sau này thôi. Coi như em xin chị làm phước. Nếu ngày ngày cứ bị anh Nam đai nghiến mãi, em chỉ sợ tinh thần em xa sút sẽ ảnh hưởng không tốt cho đứa bé. Bạn nãy là em quá khích nói năng hồ đồ, giờ em bình tĩnh rồi, em cầu xin chị mà chị Lan. Con nhỏ này đúng thật là lật mặt nhanh hơn trở bánh tráng. Vừa rồi nói được vài câu đã sụt sùi nước mắt, Thật tiếc là không đuổi theo con đường diễn suốt, bằng không giờ này, có lẽ đã đổ như cồn rồi cũng nên. Chỉ là tôi đã bị nó hãm hại bao nhiêu phen, sao có thể dễ dàng bị nó làm trong mùi lòng mà lơi lỏng cảnh giác được. Vì vậy, lúc nó đưa tay đến gần, tính chạm vào tay tôi để kết hợp vài tiếng văn này cho tăng phần hiệu quả, đã bị tôi nhanh chóng rút tay lại. Nó có vẻ hụt hẫng, càng lau nước mắt, càng khóc tượng hơn, nói. Chị may mắn vừa ly hôn đã có người theo đuổi, anh người tình của chị bên kia theo chị như Sam. Chá bù cho em. Đã vậy, sao chị không nới tay làm phúc hả chị? Chị Lan, suốt cuộc chị có đồng ý giúp em tháo gỡ khúc mắc này với chồng không chị? Sau câu hỏi, giọng nó càng nghẹn nghẹn, nước mắt càng tuôn như suối. Ngay lúc này, ông Dũng bỗng dừng xuất hiện, nắm lấy tay con hoa an ủi. Thím nên gặp cô ta mà làm gì? Thím về nghỉ ngơi đi thì hơn. Thanh âm mềm mỏng dịu dàng, càng làm cho cô ta vừa dứt. Hắn quay sang với tôi cọc cằn. Còn đàn bà kia, Mày muốn thế nào mới buông tha cho người ta đây hả? Tao nói cho mày biết. Con tao. À không, đứa bé mà có bệnh hệ gì, tao luộc mày ra bã. Mày có nghe rõ không? Tôi đã làm gì chứ? Tôi còn chưa nói chọn câu. Con hoa đã ông bụng vặn vẹo khóc hô. Bụng tôi, đau quá. Chị, chị làm gì tôi hả? Đau, đau quá. Tôi ngớ người nhìn con đó nhập vài diễn sâu thẳng thắn hỏi lại. Tôi đã làm gì cô nào? Sao có chuyện gì cô cũng muốn đổ lên cho tôi thế hả? Tôi uống ly nước này mới bắt đầu đau. Nhất định là chị Là chị tranh thủ lúc tôi đi vệ sinh Mà bỏ thuốc làm hại đứa bé Ôi con tôi Nó ôm bụng quỳ trên nền đất Còn tên Dũng nghe được những điều con Hoa nói Thì nổi cơn tam bành Sấn tới giữ chặt lấy tay tôi Là mày muốn giết con tao Con khốn này Ông giết mày Nói rồi Hắn ta vung bàn tay thụ kịch còn lại Chuẩn bị đắp lên mặt tôi Tôi nhắm mắt Cũng đành cam chịu cú tắt trên mặt Nhưng quay qua dưới lát Cảm giác đau sát mà tôi ngỡ sẽ đến cũng không xuất hiện, Tôi mở mắt ra, đã thấy Tuấn Phi đang kiềm chặt tay hắn lại, tiền dũng bị đau nhằn nhó. Đồi gian phu dâm phụ, tao sẽ kiện chúng mày, hãm hại thai phụ là tội rất nặng, tao cho bọn mày đi tù mọt gông. Còn Hòa vẫn ôm bụng đầy thống khổ, miệng yếu ớt nói. Em xin chị Lan, đưa em đến bệnh viện, xin chị mở lòng tứ bi mà cứu lấy con em, xin chị. Từ lúc tôi gặp nó đến bây giờ, tôi chưa từng đụng chạm vào nó hay cái ly nước nó uống. Thế nên, tôi có thể chắc chắn rằng con này đang xả vờ để tạo nên ngọn lửa cam hờn của ông Dũng dành cho tôi mà thôi. Nghĩ vậy, tôi vỗ tay bôm bốp, cười với nó. Hoa à, cô đúng là diễn giỏi lắm, nhưng mà vừa kịch hạ màn rồi, đừng diễn tiếp uổng công. Dứt câu, tôi đánh ánh mắt về phía trước bàn khá gần với chỗ đang ngồi, nói ngắn gọn. Tới đây, đứa con gái xinh đẹp cầm chiếc điện thoại trên tay tiến về phía tôi, miệng vẫn liên thuyên. Mọi người ơi, mọi người ơi, từ nãy đến giờ mọi người đã chứng kiến từ đầu chí cuối rồi nha. Có thấy con rắn độc diễn cái trò lươn lẹo hay không? Còn nữa, còn nữa, cái đôi gian phu dâm phụ này còn tìm cách ức hiếp chị gái em nữa. Mọi người tặng cho chúng nó một bãi nước bọt hộ em nhá. Tạm biệt cả nhà, bye bye. Còn bé Hà, em họ của tôi ngừng livestream, đăng tải công khai lên Facebook mới quay sang tươi cười bảo. Từ nãy tới giờ em đã phát trực tiếp cho bản dân thiên hạ biết rồi, ai tốt ai xấu, ai ngay ai gian cứ chờ cộng đồng phỉ nhổ chúng nó đi chị. Tôi đảo mắt một lượt qua hai con người đê tiện kia, thật chẳng ngôn từ nào nói hết nữa, chỉ là lúc lướt qua con nhỏ hoa thôi, tôi nhìn thấy một vệt máu thẫm dưới đất, hình ảnh kia lại khiến tôi run rẩy không hiểu nổi, chẳng lẽ nó bị kích thích quá độ, dẫn đến sảy thai thiệt rồi sao? Tâm trạng tôi hơi rối loạn hỏi nó, "Cô bị làm sao thế? Sao cô lại?" Câu hỏi của tôi còn chưa trọn, con bé Hà đã lên tiếng, "Lúc nãy là chim, em có thấy cô ta thả một viên thuốc vào ly?" Có khi nào cô ta, cô ta đổi tội đó cho chị không? Ôi trời ơi! Phi từ lúc xuất hiện thì chuyên tâm khóa tay tên đàn ông Vũ Phu, bỗng nhiên góp lời. Em Hà, mang ly nước kia gói lại, cho anh đem về bệnh viện xét nghiệm sẽ biết trong đó là gì thôi. Từ lúc nghe bé Hà nhà tôi kể, mặt con hoa bắt đầu biến sắc, nhưng nó vẫn lúc đầu nguê nguậy, đổ hết trách nhiệm cho tôi. Các người thật độc ác, chính các người dựng lên màn chuyện này là các người muốn hại chết mẹ con tôi. Trong lúc đó con hoa đấm ngực kêu than, cầu mong sự thương hại thì một thân ảnh to lớn xuất hiện trước mặt nó. Như tìm được phao cứu sinh, nó hua tay ôm lấy chân người đàn ông đó. Hai hàng nước mắt giảm rụa rơi, trông vô cùng chật vật, vô cùng đáng thương. Anh Nam ơi, chị ta, chị ta sau khi chia rẽ tình cảm vợ chồng mình rồi, còn thâm độc hại em sẻ thai. Đứa bé, đứa bé không còn nữa, là cô ta, cô ta hại chết con mình. Anh ơi, phải bắt cô ta trả giá. Thật thâm hiểm, thật đáng ghê tởm. Đúng rồi, sao cô ta lại độc ác đến như vậy? đứa bé nó có tội gì đâu? người tôi nói chính là cô đấy, không, anh nghe em, chính cô ta, đủ rồi, anh Nam. thấy con hoa khóc lóc thảm thiết quá, Tiền Dũng có vẻ xót xa, liền chen vào bên vực. chú phải tin lời vợ, ai lại đi nghe lời người ngoài vu hãm như thế? chính mắt tôi nhìn thấy người đàn bà này hiếp đáp vợ chú, người phải trả giá cho chuyện này là à ta mới đúng. thằng Nam nghe tiếng anh trai mình đứng sau bảo đảm, quay mắt sang đành thép. tôi vốn dĩ không muốn tin lời chị ta nói nhưng từ đầu chi cuối, chính tại tôi nghe, chính mắt tôi thấy. Hơn nữa, còn có cả đoạn live stream kia, các người còn có thể quen co chối cãi được hay sao? Quý vị thính giả và các bạn thân mến, thế là tập 3 của bộ truyện này cũng đã kết thúc ở đây rồi và tập sau sẽ là tập cuối cùng của bộ truyện dài kỳ này. Diễn biến của tập cuối này sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này trên kênh nhé! còn bây giờ ngọc diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một, một buổi nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại